Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 2 tháng 3 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hưng Yên tiếp nhận trang thiết bị xét nghiệm và vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng đoàn công tác liên ngành của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về kiểm tra công tác phòng chống dịch trong các doanh nghiệp, khu cụm công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên và làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Ghi nhanh không khí trước ngày hội tòng quân. Hưng Yên tích cực triển khai tổng điều tra kinh tế năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận một số trang thiết bị xét nghiệm và vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 trị giá gần 10 tỷ đồng từ các nhà tài trợ. Tới dự và chứng kiến lễ trao nhận có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Trong đó, Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, Công ty Cổ phần tài trợ trang thiết bị cho phòng xét nghiệm sinh hóa trị giá 4,6 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát tài trợ vật tư hóa chất sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 trị giá 3 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Flamingo Holding Group tài trợ thiết bị khẩu trang phòng dịch trị giá 1 tỷ đồng và một số doanh nghiệp cá nhân khác tài trợ vật tư y tế trị giá 540 triệu đồng. Các đơn vị thụ hưởng trang thiết bị vật tư y tế được tài trợ này là Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên. Phát biểu cảm ơn các nhà tài trợ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn khẳng định các trang thiết bị được tài trợ sẽ giúp nâng cao năng lực xét nghiệm của Hưng Yên lên 4.000 mẫu một ngày và tăng cường hơn nữa cho công tác phòng chống dịch của tỉnh, góp phần đảm bảo cho Hưng Yên tiếp tục ở trạng thái an toàn trước dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chia sẻ thiệt hại do đại dịch COVID-19 gây ra đối với tỉnh Hải Dương, thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh Hưng Yên, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương và gửi tới Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương số tiền 1 tỷ đồng, góp sức cùng tỉnh Hải Dương ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng đoàn công tác liên ngành của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về kiểm tra công tác phòng chống dịch trong các doanh nghiệp, khu cụm công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên và làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Công tác phòng chống dịch trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp cơ bản được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia. Một số vụ việc liên quan đến doanh nghiệp như ở thị xã Mỹ Hào, huyện Yên Mỹ, huyện Ân Thi đều được xử lý nhanh, hiệu quả. Trên 32.000 lao động tại 180 doanh nghiệp đã được xét nghiệm và tất cả đều cho kết quả âm tính. Việc tiếp nhận cách ly chuyên gia, lao động nước ngoài được thực hiện nghiêm, đúng quy định. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá Hưng Yên có nhiều doanh nghiệp, khu cụm công nghiệp nên tiềm ẩn nguy cơ cao tình trạng lây nhiễm dịch bệnh. Do đó, tỉnh cần liên tục chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh trong doanh nghiệp để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao. Trước đó, đoàn công tác liên ngành đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một số doanh nghiệp ở khu công nghiệp Thăng Long 2 và khu công nghiệp Dệt May Phú Nối. Sáng nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác mặt trận năm 2021. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Kết quả nổi bật trong năm 2020 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đó là công tác tuyên truyền phòng chống đại dịch COVID-19, công tác an sinh xã hội, góp ý phản biện xã hội đối với các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Năm 2021, Mặt trận Tổ quốc các cấp tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, đó là bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động cho công tác phòng chống dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo. Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận 200 triệu đồng của ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hưng Yên hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Nhằm động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào cùng lãnh đạo địa phương đã đi thăm, tặng quà và giấy khen cho 18 thanh niên tiêu biểu của thị xã lên đường nhập ngũ năm 2021.
Đến tặng quà và trao giấy khen của Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào cho các tân binh tiêu biểu gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, tình nguyện viết đơn xung phong nhập ngũ, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào đã thăm hỏi đời sống các gia đình, biểu dương tinh thần hăng hái tham gia nhập ngũ của các tân binh, đồng thời động viên các tân binh phát huy truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn thử thách, vươn lên trong học tập, xứng đáng với truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 1.800 thanh niên tỉnh Hưng Yên sẽ chính thức lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đến nay công tác chuẩn bị cho ngày hội tòng quân đã hoàn tất, các tân binh sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Cũng giống như 158 gia đình có con nhập ngũ đợt này ở huyện Tiên Lữ, gia đình tân binh An Nguyễn Duy Hoàng ở thôn Đa Quang, xã Dị Chế thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo trong phòng chống dịch, không tổ chức liên hoan, tránh tụ tập đông người. Năm nay dịch Covid-19, gia đình tôi chỉ làm một mâm cơm, thắp hương các cụ để chúc cho cháu đi lên đường may mắn mà chân cứng đã mềm. Là địa phương luôn gặp khó khăn cho công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ, nhưng năm nay nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, kiên quyết trong chỉ đạo, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp mạnh. Nhờ đó, đến thời điểm này, các thanh niên được tuyển chọn đều đã nhận lệnh với tư tưởng vững vàng, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Với các hành vi chống trốn đã xảy ra ở những năm trước, thì năm nay là các xã đã kiên quyết lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và sẵn sàng là hoàn thiện hồ sơ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Cho đến giờ phút này cũng đã khắc phục được những cái khó khăn và để bảo đảm đủ chỉ tiêu ra quân. Tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, nơi vừa được dỡ bỏ phong tỏa do có bệnh nhân Covid-19, nay cũng đã hoàn thành các thủ tục cần thiết cho 21 thanh niên nhập ngũ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã phân công nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên phụ trách từng thanh niên một để đảm bảo cho cái việc nắm bắt tình hình tư tưởng của thanh niên. Đến bây giờ, số thanh niên của xã Yên Phú đã nhận đầy đủ các cái quân tư trang, đã xét nghiệm Covid-19. Về tư tưởng của các thanh niên thì đã sẵn sàng để chuẩn bị cho cái ngày nhập ngũ. Đến chiều nay, công tác chuẩn bị trang trí khánh tiết tại các địa điểm tổ chức lễ giao nhận quân đã hoàn tất. Chúng tôi có hai phương án, một là phương án ở tại vị trí sân bãi và phương án thứ hai là tổ chức trong hội trường nếu như tình hình thời tiết mưa. Và cái khoảng cách giữa tân binh với tân binh là bảo đảm đúng 2 mét, có bố trí mỗi một tân binh là 2 ghế, một ghế là công chí ngồi và một ghế là để cái quân trang. Ở vị trí ngoài thì cái lực lượng an ninh và lực lượng công an cũng như là dân quân để điều chỉnh cái vị trí tập, hạn chế tối đa cái tập trung đông người để bảo đảm cái tuyệt đối an toàn trong công tác cho cái lễ giao nhận quân và theo đúng cái quy định về công tác phòng chống dịch. Năm nay, các địa phương đều có phương án tập trung tân binh tại xã, sau đó bố trí phương tiện đưa lên điểm giao quân. Như vậy sẽ hạn chế người nhà đưa tiễn tập trung đông người tại địa điểm giao quân mà vẫn đảm bảo trang trọng của ngày hội tổng quân. Thưa quý vị và các bạn, từ khi dịch Covid-19 quay trở lại, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch để bảo đảm an toàn cho cán bộ, công nhân viên chức cũng như khách đến liên hệ công tác. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, do phải tiếp xúc với công dân ở khắp mọi nơi đến giao dịch về các thủ tục hành chính, nên công tác phòng chống dịch luôn được đặt lên hàng đầu. Tất cả cán bộ, công chức, công dân đến trung tâm đều phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19, như thực hiện đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và khai báo y tế. Khi vào làm các thủ tục hành chính, được quán triệt hạn chế việc trao đổi tiếp xúc, nói chuyện gần. Tôi thấy việc kiểm soát dịch COVID-19 trước khi vào trung tâm hành chính công như này là quá là tốt ạ. Tôi thực hiện này là nghĩa vụ của người công dân thôi. Vừa bảo vệ cho mình, vừa bảo vệ cho tập thể đấy ạ. Với đặc thù của Trung tâm Phục vụ Hành chính công, nơi mà hàng ngày diễn ra rất nhiều giao dịch và khách hàng giao dịch đến từ rất nhiều nơi trong tỉnh cũng như là ngoài tỉnh. Vì vậy là cái công tác phòng chống dịch ở trung tâm luôn được chúng tôi
đẩy mạnh và siết chặt hơn so với bình thường. 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng chống dịch, tích cực tuyên truyền người dân, doanh nghiệp thực hiện giao dịch qua dịch vụ bưu chính công ích và qua dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để phòng chống dịch bệnh. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hiện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đều chấp hành nghiêm túc các yêu cầu cấp bách về phòng chống dịch của Trung ương và của tỉnh. Ngoài việc hạn chế các cuộc họp không cần thiết, thực hiện thông điệp 5K, đeo khẩu trang, khử khuẩn tay, khoảng cách, không tập trung đông người và khai báo y tế, các cơ quan đơn vị cũng đã yêu cầu cán bộ công chức, viên chức, người lao động không được đi tham quan du lịch, không đi ra tỉnh ngoài, nhất là các tỉnh đang có dịch. Chúng tôi tổ chức trực kiểm tra, kiểm soát người ra vào tại cơ quan. Địa phương cũng quán triệt rõ, tức là đối với cán bộ công chức, viên chức của cơ quan thì là không được đi ra tỉnh ngoài. Mà đi ra tỉnh ngoài thì có trường hợp đặc biệt thì phải báo cáo. Và như vậy nếu mà ở địa phương thì trong suốt khoảng cái thời gian trước Tết, trong và sau Tết cho đến nay thì chưa ai đi ra khỏi tỉnh ngoài. Việc thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch tại các cơ quan đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh đã góp phần đảm bảo an toàn cho cán bộ, công nhân viên chức và công dân đến liên hệ công tác, đồng thời góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Mới đây, lãnh đạo huyện Văn Giang đã đến thăm và động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung số 1 tại trường Đại học Mở cơ sở 2 thuộc thôn Lại Ốc, xã Long Hưng. Ngay sau khi làn sóng dịch COVID-19 bùng phát trở lại, khu cách ly này lập tức được kích hoạt trở lại với đầy đủ các điều kiện theo quy định. Hiện khu cách ly số 1 có hơn 30 trường hợp đang được cách ly, trong đó có 6 trẻ nhỏ và một bà mẹ mang thai. Các trường hợp này sức khỏe đều bình thường, yên tâm thực hiện cách ly theo quy định. Sau khi kiểm tra tình hình thực tế, lãnh đạo huyện Văn Giang đã đánh giá cao công tác phòng chống dịch tại đây và hỗ trợ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly các loại vật tư y tế và nhu yếu phẩm. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1 tháng 3 năm 2021, Tổng cục Thống kê chính thức bắt đầu tiến hành thu thập thông tin điều tra kinh tế trên phạm vi cả nước. Cục Thống kê tỉnh đã hoàn tất công tác chuẩn bị, bắt đầu triển khai cuộc tổng điều tra với tinh thần khẩn trương, đúng tiến độ. Ngay từ khi nhận được văn bản hướng dẫn của Chi cục Thống kê thành phố Hưng Yên, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên đã chủ động thống nhất nội dung, phân công cán bộ nhân viên làm công tác kê khai, hoàn thành phiếu điều tra. Sự hỗ trợ của điều tra viên và chủ động của doanh nghiệp khiến cho công tác thu thập thông tin diễn ra thuận lợi. Công ty đã quán triệt cán bộ, công nhân viên lao động công ty và đặc biệt là phòng kế toán đại vụ cung cấp thông tin chuẩn xác nhất, chính xác nhất của đơn vị mình. Đối với các chi cục thống kê khu vực cấp huyện, thị xã, thành phố, công tác kiện toàn ban chỉ đạo, thành lập phương án điều tra và tập huấn được thực hiện thường xuyên, liên tục. Như tại chi cục thống kê thị xã Mỹ Hào, địa phương có gần 1.100 doanh nghiệp, 55 đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, thì công tác chuẩn bị và tiến hành điều tra những ngày này được gấp rút thực hiện bởi khối lượng công việc cao, địa bàn phức tạp, gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện. Vấn đề nó liên quan đến tính ổn định về địa điểm đấy. Có nhiều những doanh nghiệp nhỏ thường xuyên là thay đổi địa điểm, đặc biệt là những doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực thương mại và dịch vụ. Cái thứ hai nữa là những cái doanh nghiệp nhỏ thì thường thuê kế toán, việc cập nhật thông tin cũng gặp nhiều khó khăn. Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là cuộc điều tra có quy mô lớn với mục đích thu thập thông tin cơ bản về sự phát triển, nguồn lao động, kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ sở kinh tế, phục vụ yêu cầu quản lý của Đảng, Chính phủ, Nhà nước, các bộ ngành và địa phương. Cục Thống kê đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác tổng điều tra trên địa bàn toàn tỉnh, tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra với một cái khối lượng công việc tương đối lớn, gần 7.000 doanh nghiệp đang hoạt động, gần 1.000 cơ sở tôn giáo và đơn vị sự nghiệp. Thời điểm hiện tại thì toàn bộ những cái công việc chuẩn bị cho tổng điều tra đã hoàn tất, đáp ứng đầy đủ các cái điều kiện cần thiết để triển khai ra quân thu thập thông tin. Năm nay có tổng số 22 mẫu phiếu điều tra. Các đơn vị thực hiện cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử Tổng điều tra kinh tế 2021 của Tổng cục Thống kê. Bên cạnh đó, đối với các cơ sở tôn giáo, hộ kinh doanh cá thể, điều tra viên đến từng đơn vị thu thập thông tin qua phỏng vấn trực tiếp kết hợp với phiếu điều tra điện tử. Thời gian điều tra được chia thành hai giai đoạn, kéo dài từ ngày 1 tháng 3 đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2021. Kết quả sơ bộ dự kiến được công bố vào tháng 12 năm 2021. Công bố kết quả chính thức vào quý 1 năm 2022. Khác với những cuộc điều tra trước, năm nay, ngành thống kê đã chủ động áp dụng xu hướng của thế giới khi triệt để khai thác hồ sơ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin vào thu thập điều tra. Vì vậy,
Bên cạnh sự nỗ lực của ngành chuyên môn, thì chính sự đồng thuận, ủng hộ của các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu đã đề ra chính là yếu tố quan trọng giúp cho cuộc tổng điều tra diễn ra một cách thuận lợi và thành công. Thưa quý vị và các bạn, nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh giống cây trồng, Hợp tác xã giống cây trồng Thành Phát ở huyện Khoai Châu đã đạt doanh thu khá cao so với mặt bằng chung của hệ thống. Đây đang là hướng đi đúng với các hợp tác xã trong thời kỳ mới. Năm 2020, Hợp tác xã giống và cây trồng Thành Phát đã đạt doanh thu tăng cao bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo đó, mức tăng trưởng của doanh nghiệp đạt trên 30% so với năm trước. Lợi tức chia lương trung bình cho 7 xã viên của hợp tác xã đạt từ 7 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Riêng cán bộ quản lý trung bình thu nhập từ 14 đến 15 triệu đồng một người một tháng. Để có được kết quả này, ngoài công tác quản lý tiếp cận thị trường tốt, sản phẩm uy tín, thì áp dụng khoa học vào làm cây giống là yếu tố then chốt giúp tạo nên thành công của hợp tác xã. Tôi đánh giá rất cao về chuyển giao công nghệ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Hợp tác xã chúng tôi đã tiếp nhận được khoa học kỹ thuật, cho nên là ghép bây giờ là đạt đến 90% về chất lượng của cây. Ghi nhận thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, năm 2020, Hợp tác xã giống cây trồng Thành Phát được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tặng bằng khen và vinh dự được lựa chọn đi dự Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Dự án chợ và trung tâm thương mại Tiên Lữ được xây dựng từ cuối năm 2020. Đây là dự án nhằm thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ ở huyện Tiên Lữ, đồng thời góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên tỉnh lộ 376 đi qua địa bàn huyện. Dự án chợ truyền thống kết hợp với trung tâm thương mại huyện Tiên Lữ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt đầu năm 2018. Theo đó, chợ được thiết kế, thi công trên diện tích gần 5 hectare với sự kết hợp hài hòa giữa chợ truyền thống và trung tâm thương mại hiện đại. Dự án có tổng số 739 kiosk với 379 kiosk thuộc hệ thống siêu thị và 360 kiosk chợ truyền thống. Hệ thống đường nội bộ thuận lợi rộng từ 14 đến 16 mét, chưa kể vỉa hè, lề đường. Ba bãi đỗ xe có sức chứa với gần 700 ô tô và hàng nghìn xe máy. Theo ông Lưu Mạnh Hùng, một chuyên gia tư vấn thiết kế có thâm niên gần 50 năm hành nghề, nhận xét dự án đã đáp ứng nhu cầu giao thương văn minh hiện đại sau hàng trăm năm. Về thiết kế, quy hoạch cũng như là về chuyên môn, đây là một cái dự án trong giai đoạn hiện nay sẽ tốt nhất tỉnh. Giao thông thì anh em chúng tôi xác định đây sẽ là một cái chợ mà hình thành cho hiện tại cũng như là tương lai, khi mà bà con tiểu thương cũng như là những khách hàng đi qua lại giao dịch ở chợ trong thời gian rất ngắn với cái tốc độ bùng nổ của sử dụng xe bốn bánh thì luôn luôn đảm bảo cho chợ vẫn hoạt động bình thường, giao lưu đi lại không bị ảnh hưởng tắc đường như một số các cái chợ hiện nay. Dự án chợ và trung tâm thương mại Tiên Lữ được xây dựng không chỉ góp phần ngăn chặn tình trạng tiểu thương lấn chiếm hành lang giao thông mà còn góp phần đảm bảo an toàn giao thông, tạo đà phát triển thương mại dịch vụ trong khu vực. Từ cái việc mà tổ chức xây dựng được cái chợ với quy mô như vậy thì tôi nghĩ là cái điều kiện phát triển kinh tế của thị trấn ngày một nâng lên, và đặc biệt nó giải quyết được các cái việc là các hộ tiểu thương người ta sẽ đi tập trung vào cái khu vực chợ trung tâm thì nó cũng hạn chế được những cái việc mà vi phạm về những cái vỉa hè lòng đường, giải quyết về cái công tác an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Dự án chợ và trung tâm thương mại huyện Tiên Lữ dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động trong tháng 6 năm 2021. Đây là dự án do hợp tác xã đầu tư xây dựng quản lý chợ Thái Khang làm chủ đầu tư.